Hello chào anh trai mình nha. Theo yêu cầu của anh nó tầm khoảng chừng cỡ vài chục, thì có thể qua đây anh có thể là mua, em sẽ cho anh nợ lại 15-20 triệu nha. Thì em sẽ tư vấn cho anh là em sẽ có một số cái mẫu giống như xe này, thì là dòng xe Ford Laser 2002 của Mỹ nè, kệ rất là bền bỉ nè. Xe này ngày xưa, ngày trước em 2-3 tháng trước á là em bán 120, nhưng thời điểm này xe giảm rồi, cho em bán xả luôn để anh em mình chỉ có 99 triệu thôi đó. 4 mâm 4 vỏ đẹp, sơn suy ok đó, dàn ghế à, dàn ghế da cực kỳ đẹp luôn nè anh chị, không dàn sàn mới tinh luôn, túp lô túp ly khỏi phải chê đó. Xe hai dàn mạnh, màn hình cam gia hành trình, anh em nhìn cái vô lăng rất là đẹp nè anh chị, đúng xe gia đình không taxi dịch vụ nha. Bản đủ 1.8 nó có túi khí và nó có hai dàn lạnh anh chị ha, trần là riêng theo xe nè. Để anh em mình 99 triệu, dù anh không đủ tiền anh đưa em 84 triệu anh qua lấy xe nha, em cho anh nợ là 15 triệu đó. Quốc con xe này về xe Mỹ chạy bền bỉ nha, chạy rất là êm, bảo hành cho anh em mình chạy 5 tháng, chạy bảo hành 5 tháng chạy vô tư nha. Cụm đèn này sẽ đánh lại cho anh em mới tin nha. Ngoài xe này ra em còn như dây này 128-125 nè đó, hoặc là có Vios này 135-209 đó nè đó. Nói chung là nhiều lắm, anh em mình có thể cứ qua là xem và tham khảo và lái thử nha. Ngoài ra em còn một con Corona với một con Nubira với một con Mazda 626, thì mấy xe đó mình bán cũng có 50-60 gì anh chị, cũng rẻ ha. Anh em qua lựa lấy thử chạy thử, nhiều xe lắm. Rồi ok, cảm ơn, chúc em buổi chiều vui vẻ. Anh em nào xem được xe nào alo cho em nha, anh em cứ bình luận bên dưới, em sẽ gửi link từng chi tiết từng chiếc xe cho anh em mình. Em cảm ơn rất là nhiều nha.